Như vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng chờ tiếng còi cất lên ở trong diễn biến của so tài này. Tiếng bột của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Cầu thủ đến từ công ty Everly, Denison. Cầm Xuyến, một cú đá rất đơn giản nhưng đó là tình huống dành cho số 27 Cầm Xuyến, bàn thắng thứ 9 của số 27 này. Khá đơn giản nhưng lại có bàn thắng dành cho cầu thủ ATL. Cầm Xuyến đã có một tình huống dứt điểm rất lạnh lùng để mở tỷ số. Buổi lễ cổ động đầu tiên thì thành viên của ban giám đốc cũng đã gửi lời chúc chiến thắng đến các đội và ông cũng có lời khen ngợi đến sắc màu. Cơ hội đây dành cho các thủ ATL. Lần này may mắn dành cho thủ môn của các thủ áo trắng, tình huống xuống bóng vừa rồi của HTL. Cơ hội của Kim Ngân đây rồi, bóng vào rồi. Tiếc quá là không có bàn thắng dành cho cao thủ ban tổ chức giải bóng đá Ivory Denison thì yêu cầu cho việc tương lai sẽ giữ nguyên cả hai trận đấu chung kết. Đó là một pha bóng rất nguy hiểm được tạo ra bởi các thủ áo trắng. Họ đang rất cần bàn thắng ở thời điểm này để đưa trận đấu về trạng thái cân bằng trong trận cầu chung kết của mình. Một pha bóng chuyển hướng nhưng tiếc là bóng chạy ra ngoài, nhưng hệ thống phòng ngự của họ cũng để thủng lưới ba bàn nguy hiểm rồi. Quả bóng lộn xộn trong khung gỗ của cao thủ Refresh PSL. Như Anh, Tiến Định, đây rồi, cơ hội dành cho số 99. Đây! Tình huống xuống bóng nhưng không kịp dứt điểm. Các cổ động viên đã dành cho Thiên Định những tràng pháo tay. Bây giờ thì bắt đầu nóng rồi và ở phía ngoài các cổ động viên cũng đã bắt đầu đồng thanh để cổ vũ nhiều hơn so với hiệp 1. Pha lấy bóng dành cho Kim Ngân. Đây là pha bóng mà Thiên Định đã thực hiện một động tác qua người cực kỳ tốt, nhưng tiếc là nữ cầu thủ này đã không thể tung chân. Vẫn còn Thiên Định. Làm gì? Tuyến này! Bóng chạy ra ngoài. Đó là một pha tấn công mà các cầu thủ của Refresh PSL đã tỏ ra rất nhịp nhàng. Nhưng thiếu đi bàn thắng đó là tình huống dứt điểm ra ngoài của Kim Ngân. Liên tiếp là không lạ khi mà họ đang đẩy đội hình lên cao nhất có thể. Quý ông ơi! Bóng nó nằm gọn trong tay thủ môn của Caduatiel và lúc này trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận cầu chung kết của Caduatiel và Refresh PSL. Chung kết bóng đá nữ giải bóng đá Ivory Denison và chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Caduatiel đã giúp cho các thủ nữ ATL có chức vô địch và vị trí A quân của Refresh PSL cũng là một vị trí đáng khích lệ. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với những diễn biến của mùa cổ động, nhảy cổ động và trận cầu chung kết nào.